Nghiên cứu gần đây của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc nêu rõ, nếu các quốc gia tiếp tục áp dụng lệnh cách ly xã hội trong vòng 6 tháng tới và các dịch vụ y tế vẫn bị gián đoạn, thì 47 triệu phụ nữ ở các quốc gia thu nhập thấp, trung bình sẽ không thể tiếp cận với các phương pháp phòng tránh thai hiện đại. Hệ quả sẽ có khoảng 7 triệu trường hợp mang thai ngoài ý muốn và dự kiến có thêm khoảng 31 triệu vụ bạo lực trên cơ sở giới. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cũng thống kê tỷ lệ nữ giới phải làm việc trong thị trường lao động thiếu an toàn cao hơn và phải chịu ảnh hưởng về kinh tế nặng nề hơn từ đại dịch COVID-19. Tôi kêu gọi tất cả các chính phủ đưa việc ngăn chặn và khắc phục bạo lực đối với phụ nữ trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch đối phó với COVID-19 cấp quốc gia. Thật tuyệt vời khi chính phủ Việt Nam đã kiểm soát đại dịch COVID-19 rất tốt. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc khuyến nghị chính phủ Việt Nam nên đảm bảo việc trợ cấp tiền mặt cho các nạn nhân bạo lực giới, vì đây là vấn đề liên quan đến sự tự chủ cuộc sống khi thực hiện các chương trình hậu COVID-19. Tuy Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi đại dịch COVID-19, tuy nhiên với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng cũng đã vận dụng chủ đề Ngày Dân số Thế giới năm nay để triển khai các biện pháp bảo vệ phụ nữ trẻ em gái tại các khu cách ly của quân sự. Theo thống kê, các khu cách ly do quân đội quản lý có hơn 4.000 phụ nữ và hơn 800 trẻ em. Cái mục tiêu thứ nhất là tăng cường các cái biện pháp tuyên truyền cũng như là chăm sóc cho phụ nữ và trẻ em tại các khu cách ly ở trong quân đội, đặc biệt là những trường hợp mà có thai gần đến ngày sinh hoặc là các trẻ em sơ sinh. Nội dung thứ hai đó là bảo đảm các cái điều kiện tốt nhất cho phụ nữ và cho trẻ em ở trong các cái khu cách ly tập trung trong quân đội. Hưởng ứng chủ đề Ngày Dân số Thế giới năm nay, Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng cũng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới, luật hôn nhân và gia đình cho thanh niên các đơn vị, nhà trường trong toàn quân, giúp các thanh niên chiến sĩ trong toàn quân có kiến thức cơ bản về dân số, gia đình.